Đầu tháng 4 âm lịch, hai con giáp này gặp may mắn liên tiếp, trời Phật chiếu cố. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, dân gian xưa có câu đời là vô thường, thế sự khó lường. Quả thực trong kiếp con người sẽ chẳng có ai đoán được ngày mai sẽ xảy ra điều gì. Cuộc sống và vạn vật xoay quanh chúng ta từng giờ, từng phút luôn biến đổi theo không gian và thời gian. Không có bất kỳ một sự vật hiện tượng nào là tồn tại vĩnh viễn. Đó chính là vô thường. Ngày hôm nay, cuộc sống của chúng ta có thể đang vui vẻ, hạnh phúc, tiền bạc đủ đầy. Nhưng ngày mai cũng có kẻ mất trắng bởi một tai ương nào đó xảy đến. Cũng chẳng ai nghĩ ngày hôm nay mình đã khổ cực, vất vả dưới trời nắng, trời mưa, kiếm từng đồng cho gia đình. Nhưng ngày mai lại có thể nhận được tiền hay trúng số độc đắc. Cuộc sống này luôn đem đến cho chúng ta nhiều điều bất ngờ, không có gì là không thể xảy ra. Theo các chuyên gia tử vi phương Đông, dựa vào mệnh số con giáp và ngày tháng năm sinh cùng với sự xem xét dịch chuyển của các sao chiếu mệnh thì thấy rằng sẽ có hai con giáp trong đầu tháng 4 âm lịch tới đây sẽ được rất nhiều các tinh chiếu mệnh gặp nhiều điều may mắn, thần tài che chở, ban cho vận may bất ngờ mà còn được cả thiên địa nhân mà phất lên như diều gặp gió. Thế xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem chương trình ngày hôm nay để biết được các con giáp này là con giáp nào. Và liệu rằng mình có nằm trong những con giáp may mắn này hay không? Và có những vận may nào đến với các con giáp trong thời điểm đầu tháng 4 âm lịch? Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Xin chúc mừng tuổi Mão là con giáp may mắn trong thời điểm bước sang tháng 4 âm lịch. Sự nghiệp thì có nguyệt lệnh lâm trường sinh, tài lộc thì có thức thần, sức khỏe cũng có trường sinh nuôi dưỡng. Nhìn chung mọi việc của mệnh chủ đang dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Hầu hết các kế hoạch đều tiến triển nhịp nhàng, đúng như tính toán của mong muốn. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp. Bước sang tháng Quý Tỵ, mệnh chủ tuổi Mão đón nhiều dấu hiệu chuyển biến tích cực về phương diện, công việc, sự nghiệp. Mọi việc đang dần trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn đối với mệnh chủ trong tháng này. Nhìn chung bản mệnh hoàn toàn có thể yên tâm về tháng mới khi hầu hết các kế hoạch đều tiến triển nhịp nhàng, đúng như tính toán và mong muốn của tuổi Mão. Tất cả đều là nhờ nguyệt lệnh lâm trường sinh, vận khí hanh thông, mưu sự dễ thành. Tháng này cũng thích hợp để những chú mèo mạnh dạn thực hiện các việc đại sự. Mệnh chủ hãy cứ tự tin vào năng lực của bản thân, trí tuệ ưu việt và kinh nghiệm sẵn có sẽ giúp mệnh chủ sớm hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao. Mặc dù đôi lúc vẫn phải đối mặt với một vài khó khăn cũng như áp lực là điều khó tránh, song vận may trong tháng sẽ giúp tuổi Mão gặp hung, hóa cát, xử lý đâu vào đó, khẳng định năng lực và được cấp trên đánh giá cao. Mệnh chủ hãy cứ làm việc nỗ lực sẽ gặt hái được thành quả tốt, làm nhiều việc thiện, tích phúc đức càng dày. Bên cạnh đó, tháng này còn có sự xuất hiện của dịch mã động tinh, dự báo khoảng thời gian này, bản mệnh có thể hay phải đi xa nhà, phần lớn là do yêu cầu công việc. Tuy nhiên, những chuyến đi này có thể sẽ giúp ích khá nhiều cho sự nghiệp của tuổi Mão. Bản mệnh có thể học hỏi được thêm nhiều kiến thức, nhiều kinh nghiệm làm việc sau mỗi chuyến đi. Thời điểm này, nếu được cử đi học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ thì nên nghiêm chỉnh chấp hành, tương lai sẽ có lợi. Ở nơi đất khách, mệnh chủ tuổi Mão cần phải hành sự thận trọng, làm gì cũng cần bình tĩnh, tiến hành từng bước,
sụp tốc bất đạt, nóng vội sẽ hỏng việc. Dù làm việc gì đi nữa, nên giữ cái tôi thật tĩnh, không tính toán thiệt hơn hay toan tính quá nhiều, kẻo tự tạo áp lực và rước thêm phiền phức cho bản thân. Dù có vấp phải sóng gió nào, cũng chớ nên mất thời gian sầu lo mà cần phải suy nghĩ theo hướng tích cực. Thời gian để buồn bã thì hãy nhanh chóng tìm cách giải quyết sẽ tốt hơn. Ngoài ra, những mệnh chủ tuổi Mão đang theo nghiệp học tập cũng đạt kết quả tốt trong tháng, thi cử đạt thành quả khả quan. Đó là bởi bản mệnh đã chịu đầu tư khá nhiều thời gian, công sức, lắng nghe lời khuyên của thầy cô, cha mẹ nên thành quả hoàn toàn xứng đáng. Mệnh chủ hãy duy trì và phát huy điều đó, không chỉ có lợi cho tương lai sau này mà còn khiến cha mẹ hài lòng, yên tâm. Đặc biệt trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Mão hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi vấn đề. Từ đó sẽ giúp cho công việc hành thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, phận hạn và tăng cường cát khí. Thứ hai, về mặt tài lộc. Tài khí trong tháng này của mệnh chủ tuổi Mão cũng đang được cải thiện đáng kể. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán, đều đạt được những thành quả xứng đáng. Nguyên lệnh trường sinh lại thêm thực thần, nâng đỡ nên có không ít cơ hội kiếm tiền, làm giàu. Nhất là đối với ai đã có những khoản đầu tư, kinh doanh trước đây thì nay đã bắt đầu thu lợi nhuận. Thậm chí có những hạng mục mệnh chủ tưởng như không có hy vọng thì nay cũng đã hồi sinh. Mệnh chủ có thể tranh thủ cơ hội để đầu tư sinh lời cao hoặc mở rộng quy mô để tăng thêm thu nhập. Những mệnh chủ đang làm công ăn lương cũng có một tháng công việc trôi qua khá nhàn hạ mà kết quả thu về cũng vô cùng khả quan. Thu nhập bình ổn. Tuy nhiên, để tạo ra bước đột phá mới, bản mệnh không thể cứ bình bình như thế. Hãy dành thời gian học hỏi, tích lũy kiến thức hay đào sâu chuyên môn, chờ đợi thời cơ tốt để bứt phá. Bên cạnh đó, trong thời gian này sẽ có một vài mệnh chủ tuổi Mão chịu ảnh hưởng của dịch mã động tinh nên có thể sẽ phải đi xa, lo liệu việc làm ăn. Nhưng nhìn chung, mọi việc đều được giải quyết ổn thỏa, công nợ thu về đầy đủ. Tuy nhiên, để gặt hái thành quả tốt, mệnh chủ phải tốn nhiều công sức, làm việc tất bật suốt ngày, thậm chí chuyện ăn, ngủ không điều độ, dẫn tới tình trạng thiếu ngủ, cơ thể bề ngoài, nên chú ý sắp xếp công việc hợp lý. Đặc biệt, để kích hoạt tài lộc thì tuổi Mão hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Vì năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bản mệnh xua đuổi những hung tinh, hóa giải thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Bên cạnh đó, vòng sẽ giúp bản mệnh tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian này. Quý vị thân mến, cơ sắc may mắn thứ hai được nhắc tới trong chương trình ngày hôm nay đó là tuổi Sửu. Bước sang tháng 4 âm lịch, nhờ cục diện tam hợp thái tuế che chở, công việc của những chú trâu tiến triển thuận lợi, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ và dần đi vào ổn định. Không như vậy, còn có nguyên lệnh lâm đất quan đới, báo hiệu cơ hội thăng tiến không ít. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp. Bước vào tháng 4 âm lịch, nhờ được nhiều các tinh soi chiếu, phương diện sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Sửu hứa hẹn có nhiều bước chuyển mình mạnh mẽ và dần đi vào ổn định. Đây sẽ là tháng cơ hội liên tục mở ra với những chú trâu khi có tam hợp quý nhân xuất hiện. Thời điểm này, mệnh chủ sẽ phát huy được năng lực, bản lĩnh vững vàng của mình. Bản mệnh sẽ được tập thể ủng hộ, tài năng được chứng tỏ, tinh thần làm việc hăng say, đạt được thành tích đáng nể. Dù vẫn còn tồn tại không ít thách thức và khó khăn, song bản mệnh không cần quá lo lắng vì quý nhân luôn ở bên trợ giúp, sẽ có chỉ điểm và lúc thích hợp để mệnh chủ đi đúng đường. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa bản mệnh hoàn toàn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác. Hãy mạnh dạn làm theo ý mình, tin tưởng vào năng lực của bản thân, kết hợp với những dẫn dắt của quý nhân. Mệnh chủ tuổi Sửu sẽ sớm chạm tay vào ánh sáng nơi cuối con đường dẫn tới thành công.
Không những vậy, trong thời gian này còn có thêm nguyệt lệnh lâm đất quan đới, báo hiệu cơ hội thăng tiến không hề ít. Khó khăn trước mắt đều được đẩy lùi, mọi việc hoàn thành đúng tiến độ được cấp trên ghi nhận và tặng thưởng xứng đáng. Bên cạnh những điểm thuận lợi đó, vẫn có những nguy cơ rình rập mà tuổi Sửu không thể chủ quan nếu không muốn công sức bấy lâu thành xã tràng. Tử vi tháng nhận thấy có thể mệnh chủ đang phát triển mạnh mẽ quá nên rất dễ rơi vào tầm ngắm của kẻ tiểu nhân xấu bụng. Nhất là khi hung tinh, thiên quan nhập cục, tiểu nhân sẽ tìm mọi cách để cản trở bước tiến của tuổi Sửu, không để mệnh chủ dễ dàng đạt được mục đích. Điều duy nhất mệnh chủ có thể làm lúc này là hãy hành sự thận trọng, phải tự ý thức về những việc mình đang làm, nhìn rõ phương hướng, đừng để mình lầm đường, lạc lối mà mắc phải cạm bẫy của kẻ tiểu nhân. Chính vì vậy, trong thời gian này, mệnh chủ tuổi Sửu hãy mang theo bên mình minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi vấn đề. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn, bình an. Đặc biệt vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, vận hạn, kẻ tiểu nhân và tăng cường cát khí. Thứ hai, về mặt tài lộc. Tử vi cho thấy, cục diện tỵ sửu bán hợp mang tới cho những chú trâu không ít tin vui về tài chính trong tháng này. Bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền dựa vào chính sức mình. Dù làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán cũng đều có thu nhập tăng vọt. Về kinh doanh buôn bán có dấu hiệu khởi phát, buôn bán tấp nập đơn hàng, lợi nhuận thu về vô cùng khả quan. Thậm chí các kế hoạch đầu tư làm ăn tưởng chừng thất bại trước đó nay cũng bắt đầu sinh lời. Bản mệnh càng có cơ sở để tin tưởng vào quyết định của bản thân. Thời điểm này, bản mệnh có thể tranh thủ tiến hành ý định kinh doanh hay mở rộng đầu tư để tài khí thêm vượng. Nhưng sớm không đồng nghĩa với nóng, kiểu rủi ro ập tới sẽ rất đáng tiếc. Đốt cháy giai đoạn sẽ chỉ khiến tuổi Sửu sẽ vấp ngã ngay từ những bước đi đầu tiên. Điều cần thiết lúc này là mệnh chủ hãy lên kế hoạch chi tiêu, dự trù kinh phí và cả những rủi ro có thể phải đối mặt. Khi đã có sự chuẩn bị kỹ càng, đảm bảo bản mệnh sẽ nắm chắc phần thắng trong tay. Đừng lúc tài lộc rủng rỉnh, dù không phải là người tiêu xài phung phí, nhưng tuổi Sửu lại mắc bệnh mê hàng hiệu, sẽ xa đà, ném tiền vào những món đồ đắt tiền. Dù tiền nào của nấy, nhưng nếu không có kế hoạch quản lý tài chính thích hợp, mệnh chủ sẽ tiêu tốn khoản không nhỏ mỗi tháng cho thú vui hàng hiệu, tự gây gánh nặng tài chính cho bản thân. Ngoài ra, thời gian cát khuyên, nếu muốn kích hoạt tài lộc, bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn và kẻ tiểu nhân luôn canh ghét, rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho mệnh chủ tuổi Sửu. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình, mệnh chủ sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Phương diện tình cảm của mệnh chủ tuổi Sửu thật sự lý tưởng trong tháng Quý Tỵ. Nhờ có tam hợp cục chiếu mệnh, nhân duyên tốt lành, gia đạo an ổn, tình yêu thăng hoa bất ngờ. Các mối quan hệ tình cảm, xã giao xung quanh bản mệnh đang diễn ra hết sức tốt đẹp, giúp tinh thần bản mệnh luôn hân hoan, vui vẻ. Những mệnh chủ tuổi Sửu còn độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ với người khác phái, từ đó tìm được người phù hợp với mình. Quan trọng là mệnh chủ đã chịu mở lòng ra đón nhận. Các cặp đôi trong tháng này cũng càng ngày càng nồng nàn, thắm thiết. Những lần cãi vã và cả xa cách trước đó chỉ khiến cho tình yêu càng thêm bùng cháy. Có thể trong tháng, hai bạn sẽ tính tới chuyện trăm năm. Còn vợ chồng tuổi Sửu thì trong tháng 4 âm lịch, hai người đã dần tìm lại được tiếng nói chung sau những xung đột trước đó, cùng nhau vun sới hạnh phúc của gia đình, nuôi dạy con cái. Cả bạn và người ấy đều không ngần ngại chủ động hâm nóng mối quan hệ để gìn giữ hạnh phúc hiện tại. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like,
đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và đừng bỏ qua bất kỳ video và thông tin nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.